Hello, xin chào các anh nhá. Hôm nay buổi sáng sớm thứ hai đầu tuần em có một cái nồi cơm điện ở đây. Đang mang ra lau chùi để test thử xem là cái em nồi cơm điện ngày hôm nay mà mình sẽ review nó thì nó có những đặc điểm như thế nào nhé các bác nhá. Một thương hiệu không phải xa lạ, Panasonic. Chúng ta thấy là với cái thiết bị dân dụng Panasonic thì có được ở rất nhiều cái lĩnh vực, các cái thiết bị khác nhau như điều hòa Panasonic này, lò vi sóng, bếp từ và có TV, rất nhiều cái thiết bị không quá xa lạ. Hôm nay là để một cái sản phẩm nồi cơm điện Panasonic, và đây là cái sản phẩm dòng nồi cao tần nha các bác nhé. Sản phẩm nồi cao tần đến từ Nhật Bản và chạy điện 100V. Em vừa mới cắm điện vào đây, chúng ta thấy là vừa mới cắm một cục điện 110 luôn. Lúc nào ở cái góc bếp nhỏ nhỏ em thì sẽ có một cục biến áp và có cái bình thủy đấy, sẽ ở trong cái cùng với cái video. Rồi bây giờ chúng ta xem là về cái tổng thể cái này. Phải nói là nếu mà xách mà cái nồi này thì nó rất là nặng luôn, chắc rơi vào tầm khoảng chục ký mất ấy. Chắc phải gần đến 10 cân được các bác. Trong này có một ít nước nữa, em vừa lấy một ít nước đổ vào đây nữa thì nó sẽ hơi nặng hơn. Đây là một con nồi cơm điện thì nhìn cái vỏ thùng thì rất là to, nhưng mà cái ruột thì có một chút éc, 1 lít nhé. Đây là nồi 1 lít, phù hợp dùng cho 4 đến 5 người ăn ở thành phố đó. Đây là một cái tí nước nhưng mà nó cũng không đáng kể. Cái son này, nó có một cái son. Cái son này thì nó lại màu, nó lại nhìn nó phủ một cái lớp sơn màu vàng vàng hơi nâu nâu. Nhìn nó cũng hơi lạ lạ. Các bác nhá. Đấy, một cái son. Rồi. Còn đây là tổng thể cái hình, cái thù của cái sản phẩm này. Nhưng mà nó vẫn rất nặng các bạn. Nó vẫn rất là nặng luôn. Cái này phải giống như tập tạ luôn. Bỏ xong kêu cứ kêu lỗi luôn, kìa quá tởm luôn. Rồi đây là cái tổng thể về thiết kế của cái nồi nhá. Nhìn không, cái nồi mà không phải là cái nồi, cái nồi mà giống như không phải là cái nồi nhá. Chúng ta nhìn ở đây nó có cái thiết kế hình oval này, cái hình này không biết là cái hình gì nhưng mà nó giống như là một cái hộp nhá, nó giống như một cái hộp. Phải nói thiết kế, phải nói thiết kế nó khá là hiện đại nhá. Với những cái phiên bản ngày trước, ngày xưa thì chúng ta thấy là thường thường hình bo bo. Nó kiểu như là cái đời mà đời iPhone ấy. Cái điện thoại ngày xưa em nhớ là cái iPhone 3 là nó cứ tròn ấy, xong dần nó cứ vuông dần. Đấy, thì đây là một trong những cái kiểu thiết kế mà nhìn nó khá là lịch sự trang trọng, màu đen nhé. Màu đen, đây không phải là đen. Màu đen mà nó lại hơi kiểu như cái nhựa sần, không phải nhựa bóng. Nó sẽ có hai cái thành phần, một là đen bóng ấy. Thì mình nhìn nó sẽ bóng nhẫy như này, như mặt gương ấy. Các loại hai là bóng đen sần ấy, đen nhám. Đấy thì nó đều bằng nhựa nhá, nó đều bằng nhựa đen, không phải sơn. Bên trong thì chúng ta mở ra, chúng ta thấy là nó sẽ có được một cái lớp viền mạ bên trên này. Cái chỗ này là nó khả năng nó sẽ rất dễ bị đọng nước. Thì đây nó sẽ làm cái hệ thống thoát nước. Hệ thống thoát nước nó sẽ chảy xuống dưới bên dưới. Là có một cái ly nhỏ nhỏ đựng nước ấy. Đây, đây là cái ly mà bù ẩm với Na hoặc là Panasonic ấy. Nativna hoặc Panasonic thì thông thường nó sẽ có một cái ly nước nhỏ nhỏ này. Nên là có phải là để chúng ta sẽ nấu cơm và giữ ấm trong thời gian lâu ấy, thì nó sẽ bị mất nước. Thì em này ấy, nó sẽ có một cái hệ thống đun nước ở dưới luôn. Đây, rất là hay luôn, đun nước này, cái hơi nước đây nó bốc lên và nó sẽ lại bù lại cho cái bù cái ẩm ấy, bù ẩm. Đấy. Em này có áp suất rồi. Nó sẽ có áp suất cho các bác nhá. Nó sẽ có áp suất ở đây. Một cái van áp suất hút chân không, mà hình như là không phải áp suất các bạn, nó chính là cái van để xả dạng bằng motor ấy. Nó sẽ có cái motor để nó điều khiển, nó cũng dạng là dạng van áp suất, nhưng mà van áp suất kiểu này nó hơi không phải là sử dụng bi, nó không phải sử dụng bằng cái bi nhé. Thông thường chúng ta thấy là một số cái phiên bản áp suất ấy thì nó cái bi là áp suất cơ, còn loại này là áp suất điện nhé. Áp suất điện thì nó sẽ điều chỉnh được cái lưu lượng, cái áp suất cụ thể, không giống như là bi thì chúng ta sẽ tức là nó vẫn điều chỉnh được cái áp suất ở trong nồi. Tuy nhiên ấy, thì là nó không tuyến tính giống như là cái loại mà áp suất bằng điều chỉnh cái motor. Tức là cái lượng áp suất ở trong nồi nó có thể xả theo tùy mong muốn cái chương trình nó chạy nhé. Đấy, nắp vung thì chúng ta có thể mở ra để vệ sinh sạch sẽ. Thông thường nó sẽ dơ ở phía dưới thôi. Còn phần trên chủ yếu là cái phần hơi nước. Với những cái nồi như thế này thì nó cái phần hơi nước ấy, thì nó không thổi ra ngoài. Với một số cái phiên bản như nó áp suất thông dụng ấy, thì chúng ta thấy là nếu áp suất nó phun ra hẳn bên ngoài ấy, thì nó rất dễ bị bỏng á. Thì đây nó sẽ qua một cái hệ thống lọc giảm áp và giảm nhiệt độ đi. Đấy, chúng ta cũng có thể mở ra vệ sinh. Áp suất lên và nó được giảm áp ở trên này trước khi mà nó đưa ra ngoài.
Đấy, nó qua cái này gọi là cái phần giả mát nhé. À, nó giống như cái phần tiết lưu. Rồi, chúng ta vệ sinh cũng rất là dễ dàng, chúng ta mở ra những cái đóng rất là nhẹ luôn nhé, rất là nhẹ nhàng như này luôn là được rồi. Phần điều khiển khi bấm thì hầu hết nó sẽ không phải hầu hết mà toàn bộ luôn, nó sẽ nằm ở phía trên nhé, để chúng ta có thể bấm ở phía trên. Đấy, chúng ta bấm cái vùng ở phía trên. Nồi xong thì chúng ta muốn là ăn cơm ấy thì mình sẽ muốn là nấu cơm chúng ta tháo ấy. Chúng ta lấy cái xong này ra và chúng ta sẽ cho gạo vào. Nó có vạch đo nhé, chúng ta có những cái mức đo đây để chúng ta ao gạo, ao nước các kiểu con đà điểu thì chúng ta nhìn vào những cái vạch này. Đấy, rồi nó sẽ có vạch mắc. Chúng ta cho nước và gạo đến tối đa là lên đến vị trí này, không cho nên cao quá nhé. Nó dẫn đến hiện tượng bị trào, bị sôi hoặc là nó quá cái dung tích của nồi. Khi nấu cơm thì nó nở ra thì nó không tốt, cơm không chín được đều nên nó sẽ có cái giới hạn. Rồi, đây ở bên trong lòng nồi này, ở trong phần bên trong này các bạn này, nó sẽ có một cái cảm biến nhiệt độ. Tất nhiên rồi, nồi điện tử cái này phần liên quan đến nhiệt độ thì nó sẽ kiểm soát chương trình được kiểm soát cái nhiệt độ ở bên trong bằng những cái cảm biến này. Đó là cái phần phản hồi feedback. Không chỉ ở phía dưới đấy có cảm biến đâu, nó có rất nhiều ở vị trí khác nhau. Ở phía trên nắp này chúng ta cũng có một cảm biến ở đây. Ngoài ra thì nó còn có cảm biến áp suất vân vân và vân vân, có rất nhiều cái cảm biến khác nhau. Cảm biến độ ẩm túm lum tele cả, nó sẽ nằm ở phía trên và ở một số cái vị trí để nó đo đếm, nó đọc được chính xác nhất. Đây, rồi đây là cái phiên bản cái phiên bản nhìn thì nó rất là hầm hố, rất là đẹp, rất là trang trọng. Nếu mà nhà các bác mà nhà mới xây đấy, nhà mới xây hoặc là mới lên nhà mới mà có ai đó mà tặng cho được cái nồi cơm điện này thì nhìn quá chất luôn đúng không ạ. Thực tế là cái quà tặng bây giờ thì nó cũng phong phú đa dạng đấy, nhưng mà gia đình mà được tặng sở hữu một cái nồi cơm điện mà siêu chất như này thì quá là đẳng cấp đúng không ạ. Tuy nhiên thì phải có thêm cục đuổi điện nhá. Với giá thành chút xíu nữa em sẽ cho trong cái video này luôn để các bác xem là có xứng đáng để sử dụng cái nồi cơm điện này không nhá. Nó không chỉ là một cái nồi cơm điện thông dụng, nó cũng là một vật trang trí, nó cũng là một cái nó một cái không gian, nó là một cái không gian bếp hiện đại, nó là cái ngọn lửa, nó gọi là cái ngọn lửa, cái nồi cơm điện quan trọng nhất là trong cái gian bếp nhà mình. Đấy, cực kỳ chất lượng. Thì bây giờ chúng ta xem vài cái tính năng nó có thể làm được nhé. Cái video để mà giới thiệu hết mấy cái tính năng về cái nồi cơm điện như thế này thì nó cũng khá là dài. Đấy, hiển thị lên. Rồi, nhưng mà em sẽ giới thiệu sơ bộ nhé. Còn những cái tính năng cơ bản, những cái tính năng chi tiết ấy thì em sẽ giới thiệu ở một cái những cái video ngắn hơn để mọi người có thể tìm hiểu từng cái chức năng một. Về thông số của nó thì chúng ta sẽ xem nó sản xuất năm 2019 này, mới đây thôi. Và có một vài cái hướng dẫn sử dụng khi mà nó gặp một số cái trường hợp lỗi ở đây. Đây là cái báo lỗi nhé. Dung tích 1 lít, điện 100V và một công suất 1200W, tần số 50 và 62Hz sử dụng luôn. Bây giờ chúng ta sẽ có được một vài cái nút cơ bản nhé. Với cái nồi này em sẽ hướng dẫn sơ bộ, còn từng cái chức năng nấu em sẽ hướng dẫn ở một cái video khác nhé. Cái video này nó sẽ có vài cái nút chức năng này. Đầu tiên ở đây thì có cái màn hình LCD, cái này là cái thời gian thực, tức là cái thời gian hiện tại bây giờ. Khi cắm điện vào thì cắm điện hoặc không cắm điện thì nó vẫn có cái số giờ này nhé. Nhưng mà khi cắm điện chúng ta sẽ thấy được một vài cái phản ứng là cái màn hình nó sáng lên. Đấy, màn hình sáng lên đã nấu luôn rồi. Chúng ta sẽ có cái phím tắt ở đây. Đây là những cái phím chức năng mà hoàn toàn là cảm ứng nhé. Chúng ta nhìn như này, chúng ta nhấn vô thì không có tác dụng gì đâu. Đấy, nó tác động dưới cái lực chạm á là cảm ứng á. Nó sẽ có phím nấu, phím tắt như thông thường. Đây là nấu, đây là tắt. Nếu mà mặc định vào một người lớn tuổi hoặc một trẻ em, trẻ nhỏ, chúng ta vẫn có thể hướng dẫn nấu một cách bình thường, không cần phải quá quan tâm gì trước nhiều chức năng. Thứ nhất là chúng ta ra, chúng ta bấm vào nút nấu là nó nấu cái nút màu vàng và chúng ta tắt bằng cái nút. Nó sáng đèn lên vậy 48 phút là được này. Cái đèn của cái nồi cơm nó sẽ sáng yếu hơn là cái đèn ở bên ngoài. Chính vì thế chúng ta nhìn nó hơi bóng. Em sẽ điều chỉnh một góc của nó một tí. Cái bóng đèn ở dưới nó hơi chóa nhỉ. Nó hơi sai vị trí rồi. 48 phút là nấu và chúng ta tắt thì chúng ta bấm vào đây. Vậy là xong thôi. Đây là phím giữ ấm. Giống như cái nồi cơm điện thông thường chúng ta có cái nút là bật lên bật xuống để nấu và tắt. Thì đây nó như thế thôi. Đấy, chúng ta đã có được nấu và tắt. Như vậy là xong thôi, cực kỳ đơn giản. Ngoài ra để chọn theo các chế độ khác ấy, thì chúng ta sẽ có cái nút ở đây. Đây là cái nút menu ấy. Chúng ta sẽ có hai cái nút. Một cái nút để chọn loại gạo
và loại nút dấu menu. Đây là những chức năng. Cái màn hình được sáng rất rõ nhé. Ở đây là do cái góc nhìn quay của mình nó không phù hợp lắm nên là mình nhìn hơi mờ. Ở đây chúng ta có thể chọn được các cái chế độ nấu này. Đấy, đây là chế độ tự động này, đấy, chế độ nấu nhanh này. Chế độ nấu tự động thì nó sẽ có được vài cái chức năng. Đây, đây, các cái chức năng nấu bao gồm có nấu cơm, nấu cháo, nấu các kiểu và tổng hợp. Ở đây nó rất nhiều chức năng, nó khoảng mười mấy cái chức năng. Đây, nó có rất nhiều cái menu chúng ta bấm vào đây. Đấy, nấu khẩn cấp, nấu nhanh. Rồi, tóm lại thì nếu mà để ăn cơm ấy thì nó sẽ có vài cái chế độ các bác sẽ lựa chọn, là nó sẽ có nấu nhanh, nấu chậm, là nấu nhanh, nấu chậm, nấu tự động, nấu cứng, nấu mềm, nấu hơi cháy cháy, nấu hơi khô khô, nấu dẻo, nấu nhão, nấu tùm lum thứ, kể cả nấu cháo nhá, hầm xương, nấu sushi, nấu gạo lứt, nấu nói chung tất cả các loại ngũ cốc và các loại gạo, xôi, cơm nếp, rồi vân vân, thì nó có rất là nhiều thứ ở đây. Nhưng mà thông dụng nhất chúng ta hay sử dụng đó chính là nấu và tắt, là cái nút này thôi. Nó làm tối ưu hóa nhất để mình có thể sử dụng được. Đây, không sợ phức tạp, không sợ phức tạp một tí nào luôn nhé. À, cái nồi này bao nhiêu tiền đấy nhỉ? Quên mất rồi. À, chết. Cái giá cái sản phẩm thì mới cập nhật về, nó có rất nhiều cái mã em không nhớ. Nhưng mà để sở hữu một cái nồi cơm điện này nó rẻ, nó tương đương bằng một cái điện thoại cùi bắp rồi các bác. Và điện thoại bây giờ chúng ta ra ngoài thế giới di động mua một cái điện thoại rẻ tiền thôi, chỉ có giá 4,2 triệu thôi, công nghệ khủng khiếp luôn. Đấy, to như này, nặng tận chắc cả chục ký. Đấy, sở hữu công nghệ đến từ Nhật Bản, màn hình LCD, phím cảm ứng, rồi cái phần thiết kế cực kỳ hiện đại. Đấy, có tất cả các chức năng nấu cơm, ngày nào cũng phải nấu cơm, và cơm thì giữ ấm được rất nhiều giờ, không phải rất nhiều giờ mà rất nhiều ngày các bác nhé. Sưởi ấm và rất nhiều ngày mà là cơm không bị khô, không bị cháy, không bị nhão, không bị thiêu cơm. Đó chính là những cái sản phẩm và cái tính đặc thù của những cái nồi cơm điện của Nhật, nó sẽ là như thế. Rồi, có một đặc điểm đó chính là chúng ta cần phải chú ý, đó là sử dụng điện 100V, nhưng không sao, hoàn toàn tương thích, tại vì chúng ta sẽ sử dụng qua một cái cục đổi điện là mình sẽ sử dụng được rồi. Ok, sản phẩm được bảo hành 6 tháng nhé. Sản phẩm được bảo hành 6 tháng tại cửa hàng em. Đây là một cái sản phẩm được nhập trực tiếp từ Nhật về. Bạn nào quan tâm và hứng thú cũng như là muốn trải nghiệm những cái sản phẩm nồi cơm điện đến từ Nhật Bản là sử dụng công nghệ cao cấp nhất hiện tại bây giờ, thì hãy vui lòng liên hệ với số điện thoại em để bên dưới nhé, để chúng ta sẽ được tư vấn và gửi hình ảnh các cái chính sách chi tiết hơn, cụ thể hơn. Ngoài ra các bác có thể theo dõi kênh để cập nhật những cái sản phẩm mới nhất em sẽ update lên trên kênh. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác ở video tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.